3 phiên bản số tự động của Kia Soulnet bất ngờ tăng giá bán thêm 5 triệu đồng từ ngày 7 tháng 12 năm 2021, bản cao nhất Premium hiện có giá 614 triệu đồng. Sáng 7 tháng 12, ghi nhận của phóng viên, tại các đại lý Kia trên cả nước đồng loạt thông báo, tăng giá đối với dòng xe Kia Soulnet, tăng thêm 5 triệu đồng đối với 3 phiên bản số tự động. Cụ thể, phiên bản Deluxe hiện có giá 544 triệu đồng, phiên bản Luxury có giá 584 triệu đồng, và phiên bản Premium có giá 614 triệu đồng. Riêng phiên bản Deluxe MT giữ nguyên giá 499 triệu đồng. Kia Soulnet hiện là mẫu SUV hạng A cạnh tranh trực tiếp với Toyota Raize. Tuy nhiên so với đối thủ, giá bán của Kia Soulnet cao hơn khá nhiều, bởi Toyota Raize chỉ có một phiên bản duy nhất giá bán 527 triệu đồng. Theo đánh giá, phiên bản Luxury của Kia Soulnet và Toyota Raize được đánh giá ngang ngửa về trang bị và tính năng nhưng chênh giá nhau đến 57 triệu đồng. Dù vậy, Kia Soulnet hiện đang có lợi thế hơn vì được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ chính phủ vì là xe lắp ráp trong nước, đặc biệt so với Raize là mẫu xe nhập khẩu, nguồn hàng của Soulnet có phần ổn định và dồi dào hơn. Có lẽ vì thế, nhiều người đánh giá việc Kia Soulnet tăng giá không ảnh hưởng nhiều đến doanh số của mẫu xe này bởi đối thủ Toyota Raize đang cháy hàng, thậm chí khách muốn mua xe sớm phải mua kèm gói phụ kiện 20 đến 30 triệu đồng, hoặc chờ đến tháng 4, tháng 5 năm sau mới được nhận xe. Kia Soulnet tại Việt Nam có phần đầu xe nổi bật, với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng của Kia, đèn pha LED bóng 7 đi kèm dài đèn LED chiếu sáng ban ngày có tạo hình giống như nhịp tim. Cụm đèn hậu LED cũng có tạo hình tương tự. Ngoài ra, xe còn có bộ mâm hợp kim 16 inch cắt pha lê. Dù sở hữu kích thước nhỏ, nhưng Kia Soulnet mang những chi tiết đặc trưng của một chiếc SUV, như khoảng sáng gầm xe cao, miếng ốp nhựa viền chân xung quanh xe, tấm ốp bảo vệ gầm phía trước hay thanh giá nóc. Bên trong khoang cabin thiết kế hiện đại với vô lăng 3 chấu đa chức năng, bảng đồng hồ nối liền với màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10,25 inch, được cho là lớn nhất trong phân khúc. Phía sau vô lăng là cụm đồng hồ kỹ thuật số 4,2 inch. Các trang bị an toàn trên xe bao gồm 6 túi khí, ABS, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ lên dốc, cảm biến trước sau, ga tự động Cruise Control, camera lùi và cảm biến áp suất lốp. Tất cả phiên bản dùng chung động cơ Smart Stream 1.5 lít cho công suất 113 mã lực và mô men xoắn 144 Nm. Hộp số tùy chọn loại số sàn 6 cấp hoặc tự động vô cấp CVT. Riêng bản Luxury và Premium có tính năng thay đổi chế độ lái,